chào tất cả các bạn. Chào mừng các em đến với buổi học ngày hôm nay, buổi đầu tiên ở trong khóa học ôn thi các tác phẩm học kỳ 2 của chúng mình nhé. Chị rất muốn biết là các bạn vào học chúng mình đã nghe rõ chưa này. Nếu như mà đã nghe rõ rồi thì các em điểm danh giúp chị được không? Cho chị biết là những bạn nào đã vào học trong buổi ngày hôm nay rồi nhỉ? Xin chào tất cả các em, xin chào các bạn. Các em ơi, chúng mình đã vào học được chưa? Các bạn vào có nghe rõ chị nói, có nghe rõ âm thanh và có nhìn rõ hình ảnh không nào? À rồi, xin chào các bạn nhá. Ở đây chị đã thấy bạn Thảo Tiên có mặt. Xin chào bạn Diệp Linh nha, xin chào Minh Thư. Không có tên, không biết là chị nên chào thế nào cho đúng đây. Xin chào tất cả các em. Vì một chút lỗi kỹ thuật nên là hôm nay chị gặp chúng mình muộn khoảng 5 phút. Nhưng chị rất cảm ơn vì chúng mình đã chờ đợi và gặp chị ở trong buổi ngày hôm nay nhá. Đâu rồi, các em ơi. Hôm nay chúng mình có vướng lịch học gì không? À, hình ảnh hơi mờ à? Hiện tại chị chưa viết gì cả. Đó, Và chị thấy là chị đang dùng một máy khác để xem cùng với các bạn thì thấy về hình ảnh là khá ổn rồi. Nếu như mà bị mờ thì có lẽ là do phần mạng của chúng ta đấy. Không bị trùng lịch gì cả. Rồi, rất là cảm ơn các em nhá. May quá. Mình học tối thứ mấy vậy chị? Chúng mình học liền trong 4 buổi tối nhá. 4 buổi tối hôm nay này, ngày mai, ngày kia, ngày kìa. Thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Đó, trọn vẹn 4 buổi để học về 4 bài thơ trong học kỳ 2 nhá. Xin chào Phạm My. À, chị thấy bạn Ngọc Ngọc đã vào học này. Xin chào các em. Các bạn ơi, nếu như chúng mình có bạn bè ở trong nhóm này thì hãy nhanh chóng gọi bạn bè vào học nhé. Chị biết là chúng ta tham gia ở trong khóa học này là cả một sự cố gắng này. Và bởi vậy mà sẽ rất tốt nếu như chúng ta có những người bạn đồng hành nhắc nhở nhau, động viên nhau vào học. Nên có bạn bè nào thì các em hãy nhanh chóng gọi bạn vào học nhá. Rồi, đồng ý. Đúng rồi, chính xác. Chúng mình sẽ học giờ này cố định nhá. 7:15 tối thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật các bạn ạ. Chị cố gắng sắp xếp lịch học vào cuối tuần để các bạn có thể dễ tham gia hơn, không bị trùng nhiều lịch. Nên mong là các em nếu như mà không bị vướng lịch trong các buổi đó thì các em hãy sắp xếp thời gian vào học cùng với chị nha. Xin chào các bạn. À, chúng mình học khoảng gần một tiếng nhá. Chúng mình học khoảng một tiếng nha Hoàng An nha. Thế bị trùng với lớp kỹ năng à? Chị không bị trùng nha Diệp Linh nhá. Như chị có nhắn cho các bạn đấy, chúng mình không lo nha. Không bị trùng với lịch học của lớp kỹ năng nha. Tối thứ bảy học tầm 8 giờ được không hả chị? Tiếc quá, chị chống mỗi lịch từ lúc 7:15. Nhưng không sao đâu, bởi vì là chúng ta có thể có được cái cách xem lại những cái video buổi học này. Nhưng cần thực hiện một số những nhiệm vụ. Nhiệm vụ như thế nào thì lát nữa chị sẽ hướng dẫn các em nhá. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chị đang thấy có hơi ít bạn vào học, có lẽ là giờ này có một số bạn vẫn còn đang ăn cơm này hoặc là vẫn còn đang đi học thêm. Nên, đấy đúng rồi, chị thấy có những bạn đang gọi nhau vào học đây này, chính xác. Các em có bạn bè trong nhóm thì nhớ gọi nhau vào học đi nhá. Đến giờ học rồi đấy. Các bạn thân mến, các em đang đến với khóa học miễn phí tìm hiểu và ôn tập về các tác phẩm trọng tâm học kỳ 2 lớp 9. Cụ thể là chúng mình sẽ học ôn về 4 bài thơ trong học kỳ 2 lớp 9. Đó là bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ là 1 này, bài thơ Sang Thu là 2, bài thơ Nói Với Con là 3 và bài thơ Viếng Lăng Bác là 4. Tuy nhiên, sau một số những buổi học đầu tiên, ví dụ như buổi hôm nay, buổi ngày mai, mà lớp chúng mình có xuất hiện nhu cầu muốn ôn tập thêm tác phẩm Những Ngôi Sao Xa Xôi nữa, thì chị có thể sắp xếp thời gian. Nhưng mà phải là xuất phát từ sự mong muốn và quyết tâm của các bạn, đồng ý không? Đấy, nên trước tiên là trong khóa chúng ta là sẽ ôn tập về 4 bài thơ lớp 9 nhá. Các em đã thi giữa kỳ chưa? Các bạn đã học, đã ôn về 4 bài thơ này chưa? Xin chào Thanh Thảo, xin chào Bảo Thi, xin chào Quỳnh Anh nhá. Rồi, xin chào Nguyễn Trang nha.
Xin chào bạn Văn vui vẻ, không biết là chị gọi em như thế nào thì sẽ đúng đây nhở? Ừ. Các bạn ơi, các bạn đã vào học chưa nào? Chị đang có câu hỏi dành cho các em, đó là đối với 4 bài thơ học kỳ 2 ấy, thì các bạn đã ôn thi về 4 bài đấy chưa? Kỳ thi giữa kỳ mà các em vừa trải qua thì chúng mình có thi vào một trong 4 bài thơ đó không? Em vừa thi sáng nay, có chúng mình có ôn bài sang thu em nhé, nhưng mà không phải là trong buổi hôm nay. Chúng mình sẽ ôn lần lượt theo thứ tự là mùa xuân nho nhỏ, viếng lăng Bác, sang thu và nói với con. Giữa kỳ em thi vào viếng lăng Bác đề 1 và mùa xuân nho nhỏ đề 2. Ồ, trường mình thi hai đề luôn. Nếu em mua khóa học của chị là sẽ được học on trực tiếp qua Zoom. Đúng rồi, chính xác nhá Trung Hiếu nhá. Bạn Đỗ Hà đã ôn rồi này. Có bạn thì chưa ôn, có bạn chưa thi. Đề giữa kỳ trường em ra mùa xuân nho nhỏ. Em đang ôn mùa xuân nho nhỏ sang thu và viếng lăng Bác để thi khảo sát. May quá, thế thì mình tập trung học ở trong khóa này là vừa kịp ôn luôn đấy. Tuần sau em mới thi, em kiểm tra mùa xuân nho nhỏ. Có một điều rất tốt đó là rất nhiều bạn đã vừa mới thi hoặc là đang ôn về bài mùa xuân nho nhỏ, chính là tác phẩm mà chúng ta ôn trong ngày hôm nay. Thì bây giờ, những bạn nào đã ôn rồi thì coi như buổi hôm nay là một buổi chúng ta nhắc lại kiến thức, kiểm tra xem bản thân mình ôn đã nắm chắc được chưa, bằng cách là theo dõi và ghi chép cùng với chị, không mở lại tài liệu để xem và tập trung trả lời những câu hỏi chị đưa ra nhé. Còn những bạn nào mà chưa ôn, chưa học về những bài thơ này ý, thì các em sẽ làm gì ạ? Các bạn sẽ học bằng cách là ghi chép cùng với chị và lắng nghe thật kỹ nha. Đồng ý không? Rồi, nào, bây giờ chúng mình có tác phẩm Mùa xuân nho nhỏ. Ôn tập Mùa xuân nho nhỏ. Phải nói thật với các bạn là ý định của chị ban đầu ấy là chị sẽ phát trực tiếp, chị sẽ phát trực tiếp qua việc là qua điện thoại để cùng ghi chép với các em. Tuy nhiên là do thiết bị của chị gặp chút trục trặc, bởi vậy mà chúng mình hôm nay thì tạm thời xem qua cái hình ảnh ở trên máy tính của chị. Việc ghi chép sẽ hơi khó hình dung một xíu. Chị sẽ cố gắng khắc phục để những buổi sau mà các em xem qua điện thoại ấy, các em sẽ nhìn thấy sơ đồ để chị viết này và cùng viết với chị dễ hơn nhá. Đồng ý không? Rồi, ôn tập về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ hay là bất cứ một bài thơ nào ấy, chúng mình trước tiên cũng cần phải nắm thông tin về tác giả tác phẩm, đúng không? Đó là thông tin tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm nè. Thông tin mà chúng mình sẽ phân tích về tác phẩm đó, đúng không? Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ đi lần lượt một nhá. Ở đây, các em ơi, không phải là việc mà chị sẽ đọc hết để các bạn có được những cái phần bài văn viết mẫu nhá, mà ở đây chúng mình sẽ là vừa ghi cùng với chị và chúng mình ghi dưới dạng sơ đồ này, ý chính này, từ khóa này. Đấy. Chị sẽ mở to hơn một xíu nhá. Sẽ để cho chữ to hơn một xíu để các bạn dễ nhìn. Rồi ạ, trước tiên là về phần tác giả tác phẩm. Các em có những cái từ khóa như thế nào để ghi nhớ về tác giả Thanh Hải ở đây nhỉ? Các bạn ơi, chúng mình có những từ khóa nào để nhớ về tác giả Thanh Hải đây? Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ thì chúng ta đầu tiên là có tác giả Thanh Hải này. Đúng không? Hãy cho chị biết một vài những từ khóa về tác giả Thanh Hải nào. Truyện ngắn có gì nhầm lẫn ở đây không nhỉ Hà nhỉ? Bạn Hà nhỏ nào, ở đây tác giả Thanh Hải là một nhà thơ mà, đúng không? Thế nên không thể nào sở trường của ông lại là truyện ngắn được. Nhà thơ Thanh Hải nào? Các em ơi, nhớ nhà thơ Thanh Hải. Các bạn vừa mới thi chị thấy bình luận ở đây nhiều ghê cơ. Các em có dùng đến những kiến thức này không? Hãy nhớ giúp chị nhá. Kiến thức về tác giả tác phẩm chúng ta sẽ dùng để viết mở bài này. Hoặc bạn nào mà ở Hà Nội ý, thì kiến thức về tác giả tác phẩm rất có thể được rơi vào trong những câu hỏi nhỏ giúp chúng ta có được những số điểm đầu tiên đấy. Nên là không thể nào mà không nhớ được những cái từ khóa quan trọng về tác giả tác phẩm đâu các em nhá. Các em cứ nhớ cho chị như thế này, một tác giả chúng ta sẽ có 3 ý chính.
Và khi đi thi thì chúng mình dùng chủ yếu với hai ý, một là tiểu sử cuộc đời. Và hai đó chính là sự nghiệp sáng tác. Đấy nhá, về tiểu sử cuộc đời và thứ hai là về sự nghiệp sáng tác. Về tiểu sử cuộc đời là nơi mà chúng mình ghi nhớ các cái từ khóa liên quan đến năm sinh, năm mất của tác giả nếu có này, quê quán này, và những dấu mốc quan trọng hoặc là những công việc mà tác giả đã từng làm, thời kỳ mà tác giả sinh sống. Về tác giả Thanh Hải thì chúng ta nhớ nhà thơ Thanh Hải sinh năm 1930 và mất năm 1980. Đó, và đây là một người con của quê hương xứ Huế. Ở đây chúng mình ghi lại các từ khóa thôi, chưa cần phải diễn đạt chi tiết, bởi vì đang học để nhớ mà, đúng không? Việc diễn đạt chi tiết các em có thể dùng khi mà chúng mình đi thi. Nên nếu mà cứ học bằng những câu văn hoặc những đoạn văn rất dài thì sẽ rất là khó. Ghi lại bằng những từ khóa cùng với chị nhá, đồng ý chưa? Thông tin thứ ba liên quan đến cuộc đời của tác giả Thanh Hải cũng rất quan trọng, đó chính là gì? Ông là người có công xây dựng nền văn học cách mạng ở miền Nam từ những ngày đầu nhá, có công xây dựng nền văn học cách mạng ở miền Nam. Từ những ngày đầu. Đấy, về tiểu sử của tác giả Thanh Hải chúng ta ghi nhớ cho chị những từ khóa như thế nhá. Tiếp tục, thế còn về sự nghiệp sáng tác thì sao? Về sự nghiệp sáng tác nào các em? Trả lời cho chị biết là nhà thơ Thanh Hải có phong cách thơ như thế nào? Hay nói cách khác là khi đọc thơ Thanh Hải, hay cụ thể là bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ đi, chúng mình ấn tượng nhất với những đặc điểm nghệ thuật nào? Trong giọng thơ của tác giả hay là trong nhịp điệu của bài thơ, trong hệ thống hình ảnh thơ như thế nào? Đồng ý không? À, thơ Thanh Hải có ngôn ngữ trong sáng, giàu âm điệu, cảm xúc thiết tha, chân thành, bình dị, sâu lắng, suy tư. Cảm ơn bạn Thanh Thảo, rất là chính xác. Ở đây, trong phần sự nghiệp sáng tác, chúng mình ghi nhớ về đề tài sáng tác này và về phong cách sáng tác. Thì đối với nhà thơ Thanh Hải, ghi nhớ cho chị những từ khóa như là chất thơ bình dị, đôn hậu, chân thành. Đúng rồi, chất thơ bình dị này, đôn hậu này, chân thành này, đúng không? Thơ của Thanh Hải rất giàu âm điệu, nhạc điệu này. Đó, đồng ý chưa nào? Đây là những từ khóa về tác giả Thanh Hải các bạn nhá. Nhớ chị nhá, ok chưa? Đấy, đây. Đấy, thì đâu là ý chính này, đâu là cái đề mục thì chị có in đậm. Còn những từ khóa trong các đề mục đó thì các bạn ghi lại. Hoàn toàn rất ngắn gọn, nhìn vào là đã muốn học rồi, đúng chưa? Thời gian này mà chúng mình ghi quá nhiều hoặc là phải học bằng những cái đoạn văn quá dài ấy, thì sẽ rất là áp lực. Mong rằng là với việc học bằng các từ khóa kết hợp với việc linh hoạt diễn đạt của các em thì chúng mình có thể là bớt áp lực hơn này và học một cách dễ dàng hơn nhá. Tiếp tục ạ. Tiếp tục nào, tiếp tục về tác giả. Tác giả chúng mình đã hoàn thành với các từ khóa như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể từ đây dẫn dắt vào trong phần mở bài, đúng không? Ví dụ như là nhà thơ Thanh Hải, nếu mình dẫn dắt trực tiếp mình có thể viết là nhà thơ Thanh Hải là một người con của xứ Huế. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, ông là một trong những người có công xây dựng nền văn học cách mạng Việt Nam từ những ngày đầu. Thanh Hải đến với bạn đọc bằng một chất thơ bình dị, đôn hậu, chân thành, giàu âm điệu, nhạc điệu. Và thi phẩm Mùa Xuân Nho Nhỏ là một tác phẩm tiêu biểu cho chất thơ ấy. Rồi chúng mình dẫn dắt đến tác phẩm. Đấy là cách viết trực tiếp. Đúng không ạ? Nhá. Hoặc chúng mình có thể đi từ sự nghiệp sáng tác. Mỗi người nghệ sĩ trong quá trình sáng tác đều mong muốn có một chất giọng của riêng mình. Đồng ý chưa? À, và nhà thơ Thanh Hải là một người nghệ sĩ đã chinh phục bạn đọc bằng một chất thơ bình dị, đôn hậu, chân thành, giàu âm điệu, nhạc điệu. Thi phẩm Mùa Xuân Nho Nhỏ, một bài thơ ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt, đã ghi đậm dấu ấn của Thanh Hải đối với bạn đọc nhiều thế hệ. Ví dụ như thế, đồng ý không? Chị ơi, nên mở bài trực tiếp hay gián tiếp ạ? À?
Chúng mình nên mở bài bằng cách viết nào mình tự tin nhất. Trước tiên, cách mở bài đó phải đúng, nêu đúng vấn đề nghị luận. Và nói về cách dẫn dắt trong mở bài thì em cứ dùng cách nào mà em cảm thấy tự tin nhất nhé. Không có cách, không phải là dẫn trực tiếp thì chúng mình sẽ bị trừ điểm. Và cũng không phải là dẫn gián tiếp thì mình sẽ được cộng điểm. Quan trọng là cách em viết. Quan trọng là dù dẫn theo cách nào chúng mình vẫn phải diễn đạt một cách mạch lạc rõ ràng này. Đồng ý chưa? Không bị mắc những lỗi ngữ pháp, câu cú thì phải hoàn chỉnh. Đâu phải là dẫn dắt trực tiếp thì sẽ không hay, đúng không? Đấy, mà cũng không phải là cứ dẫn dắt gián tiếp thì bài của mình sẽ được cộng điểm sáng tạo đâu. Chị đã từng đọc rất là nhiều những cái cách viết, những mở bài bay bổng. Thế nhưng cuối cùng thì nêu sai vấn đề nghị luận. Nên là tất cả những sự bay bổng phía trên thì đều không có tác dụng gì cả. Và mở bài vẫn bị trừ điểm như thường. Đấy, nên quan trọng là cứ phải nêu đúng vấn đề nghị luận từ trong đề bài cái đã. Sau đó, về việc dẫn dắt ý, thì em có thể đi theo rất là nhiều hướng. Đi từ sự nghiệp sáng tác, đi từ đề tài sáng tác, đi từ chính tác giả, hoặc là đi từ nhận định, đi từ đoạn thơ vân vân. Đồng ý không nào? Đó, đấy là về tác giả Thanh Hải nhá. Thế còn bây giờ, về tác phẩm nào. Bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Về một bài thơ ấy, thì các em sẽ ghi nhớ những ý chính như sau giúp chị này. Thứ nhất là về hoàn cảnh sáng tác, chị viết tắt nha. Hoàn cảnh sáng tác, chị viết tắt này. Hoàn cảnh sáng tác. Thứ hai, đó là về ý nghĩa nhan đề. Thứ ba, đó là về thể thơ này. Và thứ tư là về mạch cảm xúc. Đó, bốn ý chính khi tìm hiểu chung về một bài thơ mà tất cả chúng mình cần phải nắm được. Về hoàn cảnh sáng tác lại có 3 ý chính. Thứ nhất là năm sáng tác, bài thơ này sáng tác năm bao nhiêu. Thứ hai là hoàn cảnh chung, nghĩa là bối cảnh đất nước lúc bấy giờ là đang trong chiến tranh hay là đã kết thúc chiến tranh. Nếu trong chiến tranh thì là thời kỳ kháng chiến chống Pháp hay là chống Mỹ vân vân. Đấy là hoàn cảnh chung nhá. Còn hoàn cảnh riêng là hoàn cảnh gắn liền với một sự kiện nào đó trong cuộc đời của tác giả, gắn liền với một trải nghiệm nào đó của tác giả. Đấy là về hoàn cảnh sáng tác. Vậy thì đối với bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ, hoàn cảnh sáng tác chúng ta ghi nhớ, đây là một bài thơ có hoàn cảnh sáng tác rất đặc biệt nhé. Bài thơ được sáng tác năm 1980. Đấy, từ khóa đầu tiên. Trùng với cả năm mất của tác giả. Và từ đây thì chúng ta cũng nhớ luôn hoàn cảnh riêng là gì ạ? Bài thơ này được sáng tác rất nhanh, đúng không ạ? Không lâu trước khi mà nhà thơ Thanh Hải qua đời. Đó, đấy, đồng ý không ạ? Nhá, thì về hoàn cảnh riêng các em có thể nhớ là khi nhà thơ còn đang nằm trên giường bệnh. Hoặc là không lâu trước khi nhà thơ qua đời. Đấy, đấy là hoàn cảnh riêng nhá. Còn hoàn cảnh chung này, thời điểm năm 1980 là thời điểm mà đất nước ta đã kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ vẫn còn phải đối diện với không ít những khó khăn và thách thức. Nên nhớ một cách đơn giản, đây là lúc mà đất nước ta đang xây dựng cuộc sống mới sau khi kết thúc chiến tranh. Đồng ý không? Đất nước đã thống nhất, đã kết thúc chiến tranh. Đó, nhớ ngắn gọn về hoàn cảnh sáng tác như vậy nha. Thứ hai nào, về ý nghĩa nhan đề. Ồ, ở đây chị thấy các bạn bình luận rất là nhiều các thông tin này. Chị mong đây là những thông tin các em ghi nhớ được. Nếu như vậy thì quá là tuyệt vời nha. Đồng ý chưa? Và Sang Thu và Viếng Lăng Bác. Sang Thu và Viếng Lăng Bác chúng mình học trong những buổi sau em nhé. Rồi, hướng dẫn phân tích rồi tìm ra ý chính đi ạ. Chúng mình đang ghi nhớ các cái thông tin chung, bởi vì đây là những thông tin quan trọng, là cơ sở, là tiền đề để chúng ta phân tích tác phẩm đấy. Ok, chị sẽ đi nhanh qua những thông tin này nhá. Về phần ý nghĩa nhan đề ấy, các em có thể tự hoàn thiện giúp chị bằng cách chúng mình hiểu phần ý nghĩa nhan đề này như thế này này. Trước tiên là em sẽ giải nghĩa các từ ngữ có trong nhan đề. Đồng ý không?
Trả lời cho câu hỏi ở đây, nhan đề mùa xuân nho nhỏ thì mùa xuân là một danh từ này, nho nhỏ là một tính từ. Nhưng cái sự kết hợp giữa một danh từ và một tính từ như thế đã giúp cụ thể hóa mùa xuân. Đó, đồng ý không ạ? Và đây là một cách nói hình tượng để nói một cách khiêm tốn về lối sống, cống hiến. Cống hiến những gì tốt đẹp nhất. Bởi vì mùa xuân là biểu tượng cho những gì tinh túy tốt đẹp nhất mà. Nhưng lại đi liền với từ nho nhỏ. Một hình hài nho nhỏ thật xinh. Từ nho nhỏ đã cụ thể hóa cho mùa xuân. Và đây là một cách nói rất là khiêm nhường, giản dị cho tinh thần cống hiến, cho cái tấm lòng cống hiến cho cuộc đời chung. Vậy từ việc giải nghĩa như thế, chúng ta nêu ra được ý nghĩa của nhan đề đối với tác phẩm. Đồng ý không? Ý nghĩa đối với tác phẩm thì luôn có hai ý nghĩa chính nhé. Nhan đề bao giờ cũng có ý nghĩa trong việc tạo nên ấn tượng ban đầu cho tác phẩm. Dù chưa đọc bài thơ này nhưng nghe đến nhan đề là mùa xuân nho nhỏ là chúng ta đã cảm nhận được một cái sự bình dị này, một sự gần gũi nhưng mà cũng không kém phần sâu sắc ở đó. Bởi vì đây là một cách nói hình tượng mà. Thứ hai, ý nghĩa thứ hai của một nhan đề đó là góp phần thể hiện chủ đề của tác phẩm. Bởi vì từ nhan đề chúng ta sẽ phần nào biết được cái gì ạ? Biết được nội dung của tác phẩm đó. Nên đọc mùa xuân nho nhỏ là chúng mình đã dần hình dung được bài thơ này sẽ viết về mùa xuân này. Đồng ý không ạ? Và cái thứ hai là khi kết hợp mùa xuân với nho nhỏ là chúng ta biết về tinh thần cống hiến, về một lẽ sống cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho cuộc đời chung bằng cách khiêm nhường và giản dị nhất. Nên đó cũng chính là chủ đề của tác phẩm. Đấy, nên phần ý nghĩa nhan đề các em sẽ chủ động hoàn thiện giúp chị với hai cái ý chính như thế nhé. Bây giờ đến với phần thể thơ. Rất xin lỗi các bạn, phần này chị sẽ đi nhanh một chút để chúng ta nhanh chóng bước vào phần phân tích. Ok không? Một phần mà rất nhiều bạn đang quan tâm. Đối với phần thể thơ thì chúng ta được biết đây là bài thơ được sáng tác theo thể thơ 5 chữ. Đó, cùng với chị đọc lại toàn bộ bài thơ này, chúng ta cũng hình dung về mạch cảm xúc của bài thơ luôn nha. Bài thơ bắt đầu bằng cảm xúc của tác giả rất tự nhiên là cái sự xốn sang, say sưa dạo dực, say đắm trước vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên. Mọc giữa dòng sông xanh, một bông hoa tím biếc, ơi con chim triền triện, hót chi mà vang trời, từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. Tiếp theo đến với khổ 2 và khổ 3 thì từ một mùa xuân của thiên nhiên tươi đẹp như thế, nhà thơ như mở rộng tầm mắt, cái nguồn cảm hứng đã được dâng trào để rồi nhà thơ ngắm nhìn vẻ đẹp của mùa xuân đất nước. Mùa xuân người cầm súng, lộc dắt đầy trên lưng, mùa xuân người ra đồng, lộc trải dài nương mạ, tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao, đất nước 4.000 năm vất vả và gian lao, đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước. Vậy khi mà thấy mùa xuân cả đất nước đang trong một guồng quay cống hiến, lao động miệt mài để xây dựng, để phát triển như thế, bản thân là một người con với trái tim yêu nước mãnh liệt, nhà thơ Thanh Hải cũng không để cho bản thân mình đứng ngoài cái guồng quay ấy. Bất giác trong trái tim của nhà thơ mong muốn dâng trào cái khát vọng hiến dâng. Khát vọng ấy được nhà thơ hình dung, liên tưởng, tưởng tượng như là được hóa thân vào những điều tốt đẹp nhất. Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hòa ca, một nốt trầm sao xuyến, một mùa xuân nho nhỏ, lặng lẽ dâng cho đời, dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc. Cuối cùng, nếu như bài thơ bắt đầu bằng niềm cảm hứng khi đứng trước mùa xuân của thiên nhiên là một lời ca say sưa rộn ràng, thì bài thơ này cũng kết thúc bởi một lời ca ngợi ca quê hương đất nước. Mùa xuân ta xin hát, câu Nam ai Nam Bình, nước non ngàn dặm mình, nước non ngàn dặm tình, nhịp phách tiền đất Huế. Đó là toàn bộ bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ các bạn nhé. Và chúng mình cũng vừa khái quát lại mạch cảm xúc của bài thơ này. Bây giờ mình sẽ đi vào ôn phần phân tích luôn nha. Các bạn không cần phải chờ đợi lâu hơn nữa. Phần phân tích này mình sẽ ôn về kiến thức nền thôi. Bởi vậy mình sẽ đi qua lần lượt các khổ thơ theo bố cục quen thuộc mà chúng ta đã học nhé. Dẫu sao thứ nhất đó chính là đó chính là khổ thơ đầu tiên, khổ 1.
Cảm xúc của tác giả trước mùa xuân thiên nhiên, thì chúng mình có thể ghi cái từ khóa quan trọng nhất ở đây là mùa xuân thiên nhiên. Khổ 2 và khổ 3 của chúng mình là cảm xúc của tác giả trước mùa xuân đất nước. Tiếp tục, khổ 4 và 5 là ước nguyện của tác giả. Và cuối cùng, khổ 6 là lời ngợi ca quê hương đất nước. Đây là nội dung chính, bố cục chính mà chúng ta vẫn học, vẫn ôn về bài thơ này. Bây giờ mình sẽ đi vào sâu hơn nhé. Với khổ 1 nào, cảm xúc trước mùa xuân thiên nhiên, khổ thơ này có đến 6 câu thơ và chúng mình có thể chia ra thành hai ý chính. Thứ nhất là bức tranh thiên nhiên, đúng không ạ? Và thứ hai là cảm xúc của tác giả. Hình dung ra không? Đấy, chúng mình bởi vì ở đây là mang tính ôn tập, không phải là việc mà chúng mình đi khai phá từng câu nữa, mà ở đây các em hình dung giống như việc chúng ta đã học rồi và ôn lại. Nên chúng ta cứ đi từ những ý khái quát cho đến những ý chi tiết hơn bằng bằng các từ khóa nhá. Rồi, về thiên nhiên nè, chúng ta sẽ khai thác các câu thơ mọc giữa dòng sông xanh, một bông hoa tím biếc, ơi con chim triền triền, hót chi mà vang trời. Đấy, tập trung chủ yếu cho chị ở 4 câu đầu nè. Các bạn tập trung chủ yếu cho chị ở 4 câu đầu nhá. Đồng ý không? Tập trung cho chị ở 4 câu đầu thì chúng ta sẽ thấy được bức tranh thiên nhiên hiện lên trước tiên là bởi những cái hình ảnh rất gần gũi và giàu sức sống về mặt hình ảnh nè. Thì ta thấy có những hình ảnh gần gũi này, sinh động này, giàu sức sống này. Đó là những hình ảnh gì ạ? À, đó là hình ảnh bông hoa, hình ảnh dòng sông. Đấy, đồng ý chưa? Và bầu trời nữa này, hót chi mà vang trời này. Đặc biệt nha, sức sống, sức xuân của những hình ảnh này của thiên nhiên ý, được thể hiện rất rõ qua một biện pháp, đó là biện pháp đảo, đúng không ạ? Đảo từ mọc lên đầu câu để nhấn mạnh về trạng thái của bông hoa. Hay nhiều bạn chị thấy vẫn phân tích là đây là cái động trong cái tĩnh. Bông hoa giữa dòng sông tưởng chừng như tĩnh lặng, nhưng bằng cách tác giả đảo từ mọc lên đầu, cái trạng thái vươn lên đầy kiêu hãnh, cái trạng thái vươn lên đầy mạnh mẽ, đầy sức sống của bông hoa đã được tô đậm hơn. Đó, thì ở đây chúng mình nhớ nhá, phân tích về bức tranh thiên nhiên thì hãy nhấn mạnh đó là một bức tranh thiên nhiên giàu sức sống bằng cách mà tác giả sử dụng đảo ngữ mọc. Gắn liền với trạng thái của bông hoa. Đây chính là biểu tượng cho sắc xuân này, biểu tượng cho sức xuân này, đồng ý không? Đấy, cho cái tinh thần của mùa xuân, cho mọi thứ vô cùng tươi đẹp khi mùa xuân về được thể hiện qua hệ thống hình ảnh này và thể hiện qua biện pháp đảo ngữ. Tiếp tục ạ. Bên cạnh hình ảnh thì bức tranh này còn hiện lên bởi màu sắc rất đẹp nha, về mặt màu sắc. Mọc giữa dòng sông xanh. À, một bông hoa tím biếc. Chúng ta nhận xét về những màu sắc này nào. Màu sắc như thế nào ạ? Ở đây, sắc xanh và sắc tím rõ ràng là những gam màu lạnh để thể hiện cho cái sự thanh nhẹ của thiên nhiên tạo vật ở xứ Huế. Nhắc đến xứ Huế thơ là chúng ta hình dung ngay về một cái khung cảnh thiên nhiên rất là thanh nhẹ, yên bình, và nhà thơ sử dụng cái gam màu xanh và gam màu tím ở đây là vô cùng phù hợp. Nhưng cảnh vật thanh nhẹ nhưng không phải là vô hồn. Cảnh vật thanh nhẹ nhưng không hề lạnh lẽo, bởi vì sao? Bởi vì một chữ biếc đi liền với màu tím. Nếu như màu tím là để chỉ màu, đúng không ạ? Nếu như từ tím là để chỉ màu thì biếc thì từ biếc lại là để khắc họa về lại là để khắc họa cho cái sức sống, lại để khắc họa cho cái độ ánh lên của màu sắc.
Em hình dung ra không ạ? À? Tím biếc nha. Khác với cả việc chỉ có màu tím không, ở đây tác giả miêu tả là mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc. Màu tím biếc ấy làm cho bông hoa nổi bật ở giữa dòng sông xanh, khiến cho cảnh vật thanh nhẹ, dịu dàng nhưng không hề lạnh lẽo, vẫn ánh lên. Đúng không ạ? Vẫn có cái độ rực rỡ riêng, một độ rực rỡ rất Huế, đậm chất Huế. Đấy, thì về mặt màu sắc em có thể nhận xét là màu sắc của bức tranh này thanh nhẹ, dịu dàng nhưng không kém phần tươi sáng, đậm chất Huế. Đó là về hình ảnh, về màu sắc. Bên cạnh đó là bức tranh này còn mở ra về mặt không gian nữa. Không gian mở ra ở đây với dòng sông, với bầu trời, đó là một không gian cao rộng và khoáng đạt. Ok chưa? Nhá, một không gian cao rộng khoáng đạt với dòng sông này, với bầu trời này. Đấy, rồi lại có cả âm thanh tiếng chim triền triện nữa, hót vang trời mà. Từ một không gian cao rộng khoáng đạt như thế này mà liên hệ với hoàn cảnh ra đời của bài thơ, chúng ta có thể có một ý liên hệ mở rộng rằng là gì? Rằng là đặt trong hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này, ta thấy nhà thơ Thanh Hải chắp bút cho những vần thơ khi ông còn đang nằm trên giường bệnh, khi ông đang phải điều trị ở trong bệnh viện. Một câu hỏi đặt ra là cái không gian mùa xuân thiên nhiên này là không gian mà nhà thơ tưởng tượng ra hay là không gian thực mà nhà thơ đang đắm mình ở đó? Có lẽ đây là không gian như thế nào, thực hay ảo, không phải là điều còn quá quan trọng nữa, đúng không em? Và điều quan trọng ở đây là dù hiểu theo cách nào thì ta cũng thấy được tâm hồn, thấy được bản lĩnh sống của nhà thơ Thanh Hải. Đúng không ạ? Một bản lĩnh sống, rồi là một cái tâm hồn lạc quan yêu đời đến độ có thể thả mình vào trong vẻ đẹp của thiên nhiên, cảm nhận tất thảy vẻ đẹp của thiên nhiên, vẫn có thể thả mình trong một không gian khoáng đạt rộng mở như thế, dẫu cho đang phải chiến đấu với căn bệnh quái ác. Đấy cũng có thể là một ý mở rộng để chúng ta bình luận sâu hơn trong cách sử dụng từ ngữ này, trong vẻ đẹp của cái bức tranh thiên nhiên mà nhà thơ Thanh Hải đã khắc họa bằng thơ qua những vần thơ này nhá. Đồng ý không nào? Đó, đấy là về bức tranh thiên nhiên. Đây là những ý chính nha. Và khi ôn ý, thì các bạn giúp chị là cứ sau khi chúng ta nêu ra được một loạt các ý nhỏ rồi thì hãy có các cái từ khóa tổng kết lại. Đây là những từ khóa mình sẽ dùng trong các câu mang tính tổng kết và giúp cho chúng ta có điểm đấy. Hiểu ý chị không? Đấy, vậy thì nhận xét về bức tranh thiên nhiên này chúng ta nhận xét như thế nào đây? Đây là một bức tranh thiên nhiên khi mùa xuân về. Đúng không ạ? Nhá, một bức tranh thiên nhiên khi mùa xuân về này. Đậm sắc xuân mà, đậm sắc xuân rồi là gì ạ? Rồi vô cùng sinh động. Khi mùa xuân về nhá, một bức tranh hài hòa, sinh động và đậm chất Huế. Những cái từ khóa gắn liền với bức tranh thiên nhiên ở đây, các bạn hình dung ra chưa? Đó. Các em ơi, chú ý nhá, ở đây chúng mình ôn với những ý chính nhất, bởi vì như chị có cam kết với các em đấy, là chúng mình sẽ ôn một cách nhanh chóng và dễ nhớ, nên không thể nào mà chúng mình viết những cái câu văn quá dài hay là viết những câu quá phức tạp được. Chúng mình ghi lại giúp chị các cái từ khóa như thế này nhá. Đồng ý chưa? Đấy, điều quan trọng mà em cần phải làm nổi bật khi mà phân tích khổ một trước tiên là một bức tranh thiên nhiên. Đó là bức tranh thiên nhiên mùa xuân với sự hài hòa sinh động nhưng mà cũng đậm chất Huế, thể hiện qua hệ thống hình ảnh, thể hiện qua các từ ngữ chỉ màu sắc, thể hiện qua không gian khoáng đạt. Đó, đồng ý chưa? Đấy là về bức tranh thiên nhiên nha. Vậy khi đứng trước một khung cảnh thiên nhiên như thế, nhà thơ Thanh Hải có cảm xúc như thế nào? Mọi cảm xúc của nhà thơ có thể thấy là được gói ghém trong hai câu: từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. Phân tích đến đoạn này thì trước tiên là mình có thể phân tích và nhắc lại về biện pháp nhân hóa qua cái tiếng gọi với con chim triền triện đấy. Ơi con chim triền triện,
hót chi mà vang trời, từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. Phần biện pháp nhân hóa này mình có thể phân tích khi đang nói về thiên nhiên cũng được nha. Còn ở đây khi mà gắn với cảm xúc của tác giả thì chúng ta sẽ phân tích để chỉ ra đó là gì ạ? Chúng mình sẽ phân tích để chỉ ra biện pháp nhân hóa này có tác dụng đó là à, giúp cho tiếng chim, giúp cho sự vật trở nên gần gũi. Đấy. Và từ đó thì mới thấy được đó là cái sự giao hòa, đó là tình cảm của tác giả đối với khung cảnh thiên nhiên. Sự hòa nhập. Tiếng chim như là một người bạn của tác giả, để mà tiếng chim đấy vang vọng, âm vang khắp nơi nơi, khiến cho nhà thơ băn khoăn rằng là ôi con chim triền triện, hót chi mà vang trời. Tiếp tục ạ. Từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. Hình ảnh quan trọng nhất ở đây chính là hình ảnh giọt long lanh. Có bạn nào gặp khó khăn khi phân tích hình ảnh này không? Có bạn nào gặp khó khăn khi phân tích hình ảnh giọt long lanh không ạ? Chị có thể liệt kê ra ở đây những khó khăn chính khi mà chúng mình phân tích hình ảnh này. Thứ nhất là chúng mình dễ bị thiếu ý. Bởi vì có rất nhiều các cái khía cạnh ý nghĩa có thể khai thác ở đây, và chúng mình viết cảm giác như không bao giờ đủ được vậy. Cái khó khăn thứ hai đó là khi có nhiều ý như vậy thì chúng mình lại hơi bối rối trong việc sắp xếp thứ tự để nêu ra các ý như thế nào cho phù hợp và hợp logic. Đúng chưa? Đấy, nhá. Thì ở đây rất là đơn giản thôi các em ạ. Các em hãy đi theo đúng trình tự lúc mà chúng ta tìm ra cách hiểu đúng về cái hình ảnh giọt long lanh này nhá. Trước tiên mình sẽ chỉ ra đây là một hình ảnh giàu sức gợi với nhiều những nét nghĩa phong phú. Giọt long lanh có thể được hiểu, đây, ý thứ nhất nha, đó là giọt long lanh có nhiều cách hiểu. Chắc là chị sẽ trình bày theo từng ý một để các bạn dễ hình dung. Ý thứ nhất khi phân tích giọt long lanh là các em sẽ chỉ ra đây là một hình ảnh có nhiều cách hiểu. Có thể hiểu giọt long lanh là giọt mưa này, giọt sương này, đúng không? Đó. Và trong mối quan hệ với câu thơ trước thì giọt long lanh còn có thể hiểu là giọt tiếng chim. Và khi hiểu là giọt tiếng chim nhá, với cách hiểu là giọt tiếng chim thì chính là biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. Thứ tự phân tích này rất quan trọng nha. Chị đã từng thấy có những bạn chúng mình phân tích nêu ra biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác được tác giả Thanh Hải sử dụng đầy tinh tế trong hình ảnh giọt long lanh, sau đó mới nêu ra đây là một hình ảnh có nhiều cách hiểu. Giọt long lanh có thể hiểu là giọt mưa, có thể hiểu là giọt sương và có thể hiểu là giọt tiếng chim. Cái trình tự phân tích như thế chị thấy hơi ngược. Bởi vì sao? Bởi vì là khi hiểu là giọt mưa và giọt sương thì đây là một hình ảnh hoàn toàn bình thường mà, đúng không ạ? Chỉ khi mà nó được hiểu là giọt tiếng chim thì ở đó mới là biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. Bởi vậy, nếu như chúng ta nêu ra biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác trước, sau đó mới chỉ ra đây là giọt mưa và giọt sương thì không được phù hợp rồi, đúng không ạ? Các bạn hình dung ra không? Đó, nên về cái thứ tự phân tích và khai thác các cái nét nghĩa của hình ảnh giọt long lanh là các bạn cũng hãy chú ý nha. Đồng ý chưa nào? Đấy. Và khi mà phân tích biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác này, tiếp tục bước thứ 3 là phân tích về biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. Thì trình tự phân tích của chúng ta cũng lại cần phải chú ý. Đã là ẩn dụ chuyển đổi cảm giác thì trước tiên em phải chỉ ra được đây là một hình ảnh được cảm nhận, à đây là một một cái yếu tố được cảm nhận bằng giác quan nào, rồi nó được chuyển sang giác quan nào, sự biến chuyển của nó thể hiện như thế nào.
thì khi đó ta mới có thể thuyết phục người đọc, người nghe rằng là đây chính là biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. Còn nếu như chỉ nêu là ẩn dụ chuyển đổi cảm giác nhưng không nêu rõ là từ giác quan nào chuyển sang giác quan nào, từ cảm nhận của giác quan nào đến cảm nhận của giác quan nào, thì khi đó việc phân tích biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác của chúng ta là chưa hiệu quả. Các bạn nhá, hình dung ra không? Đấy, thì cụ thể ở đây, ở biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác được vận dụng để miêu tả về tiếng hót của con chim. Tiếng chim trước tiên là một thứ âm thanh được cảm nhận bằng thính giác. Đó, nhưng khi nó được miêu tả là giọt long lanh thì lại trở thành một hình ảnh được cảm nhận bằng thị giác. Và không những thế, âm thanh ấy, hình ảnh ấy với sự long lanh, với sự tinh túy của nó còn được nhà thơ vô cùng trân trọng, đồng ý không? Trở thành một điều tinh túy để rồi có thể được cảm nhận bằng bằng xúc giác với hành động hứng lấy. Đó, đây là cơ chế nhé, đây là cơ chế của cái biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, nên các bạn cứ lần lượt nêu ra thôi. Thì từ biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác này, chúng ta thấy cảm giác như là toàn bộ vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời kết đọng lại trong hình ảnh giọt long lanh. Vẻ đẹp ấy được tác giả cảm nhận bằng bằng một giác quan hay nhiều giác quan ạ? À, bằng rất nhiều những giác quan. Sự cảm nhận như thế thể hiện cho tình cảm gì của tác giả đây? Nếu như không phải là cái sự trân trọng, nếu như không phải là sự yêu mến, say sưa, xốn xang, náo nức, dạo dực, vui sướng, thì nhà thơ đã không dùng trọn vẹn những giác quan của mình để cảm nhận về vẻ đẹp của thiên nhiên. Hãy nhớ rằng ở đây sự chuyển đổi cảm giác trong các giác quan không chỉ là để cảm nhận về tiếng chim đâu, mà em hãy hiểu giọt long lanh là sự kết đọng của tiếng chim và còn là của vẻ đẹp thiên nhiên đất trời nữa nhá. Đấy, nên cảm xúc của tác giả ở đây là cảm xúc như thế nào? Say sưa hòa mình với thiên nhiên, đúng không? Say sưa này, sung sướng này, ngây ngất này. Đấy nhá. Đó là những từ khóa chính để mà chúng mình phân tích về khổ thơ thứ nhất trong bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Các bạn đã hiểu bài chưa nào? Các bạn đã hiểu bài chưa? Các bạn thân mến, một vài phút đầu tiên mà sao trôi nhanh quá. Buổi học của chúng mình ngày hôm nay đã đang dần đi đến với những phút cuối cùng rồi các em ạ. Nhưng trước tiên thì hãy phản hồi giúp chị biết là các bạn học và ôn lại khổ 1 như vậy đã nắm được chưa nào? Có phần nào các em chưa rõ không? Từng giọt long lanh rơi thì em hình dung để chữ từng cho thấy là từng vẻ đẹp của thiên nhiên như đang kết đọng lại, kiểu như thiên nhiên có bất cứ một vẻ đẹp gì đều được tác giả cảm nhận trọn vẹn vậy, cảm nhận từng giọt long lanh hay cũng chính là từng vẻ đẹp, từng cái nét biến chuyển, từng cái sự cựa mình của thiên nhiên khi mùa xuân về. Nên nếu như mà em muốn khai thác từ đó thì em chỉ cần chỉ ra là cách sử dụng từ ngữ của tác giả đã một lần nữa làm nổi bật lên vẻ đẹp của thiên nhiên khi mùa xuân về, và cảm xúc của tác giả ở đây là sự say sưa này, đón nhận này. Đấy nhá, đón nhận bằng tất cả cái tình yêu, bằng tất cả sự hòa nhập của mình với thiên nhiên. Thiên nhiên ở đây giống như một nguồn cảm hứng đánh động vào tâm hồn của tác giả, giúp cho nhà thơ có những phút giây hòa mình tuyệt đối, giúp cho nhà thơ như có những phút sung sướng reo lên và đưa tay hứng lấy trân trọng từng vẻ đẹp tinh túy của đất trời. Đó nhá. Các bạn ơi, tiếp tục nào, phản hồi cho chị biết nào.
có lưu lại video không ạ? Các bạn ơi, tập trung vào đây này. Về việc lưu lại video thì trước tiên chị biết là chúng mình muốn xem lại và chị cũng rất cảm ơn vì điều đó. Thứ hai là video này sẽ bị xóa sau khi mà chúng mình kết thúc xong buổi học. Nhưng có video lưu lại, nghĩa là video thì sẽ không còn xuất hiện trong nhóm này, nhưng chị sẽ có file video ngày hôm nay. Bởi vậy, để nhận video xem lại này và tài liệu của buổi học thì các em làm đầy đủ thao tác như sau giúp chị này. Nghe rõ ở đây nhá, nghe rõ ở đây nhá. Chị ơi, chị cách liên hệ mở rộng được không ạ? Về liên hệ mở rộng thì vừa rồi khi phân tích về đây, khi phân tích về không gian khoáng đạt này này là chị cũng có gợi ý một cái ý tưởng bình luận sâu. Đó chưa hẳn là liên hệ mở rộng nhưng cũng là một ý tưởng bình luận sâu đặt trong hoàn cảnh ra đời của tác phẩm để liên hệ để mở rộng. Còn nếu như để nói về liên hệ mở rộng ở trong đoạn thơ này thì các em có thể liên hệ với những câu thơ cùng đề tài mùa xuân này. Có thể liên hệ với ngay chính những câu thơ của tác giả Nguyễn Du mà chúng mình đã từng học trong học kỳ 1 trong bài cảnh ngày xuân đấy. Để thấy được những cái bức tranh thiên nhiên khi mùa xuân về đều mang một cái vẻ đẹp chung là cái sự tươi sáng này, cái sự thanh tân này, đúng không? Nhưng điều đặc biệt ở đây là thiên nhiên mùa xuân mà Thanh Hải miêu tả vẫn mang đậm chất Huế. Nó có sự thanh nhẹ, dịu dàng, là cảnh sắc riêng của Huế đấy. Và điều đó được toát lên qua bức tranh mà Thanh Hải đã khắc họa. Cái thứ hai, ý tưởng thứ hai, em có thể liên hệ với những câu thơ khác viết về thiên nhiên bốn mùa, viết về mùa hạ, mùa thu, viết về mùa đông, để rồi những vần thơ viết về mùa xuân của Thanh Hải giống như là một cái nét khắc họa rõ rệt, một cái nét khắc họa đáng nhớ, một nét khắc họa đậm nét trong lòng bạn đọc. Đúng không ạ? Đấy, thì đấy là hai cái ý tưởng liên hệ mở rộng với khổ thơ thứ nhất nhá. Thì ở đây, nhân hóa ở trong câu thơ "Ơi con chim triền triện", tại sao lại là nhân hóa? Nhân hóa là bởi vì tiếng chim triền triện giống được trở thành giống như một người bạn của con người để nhà thơ có thể cất tiếng gọi đầy trìu mến. Đúng không? Ý nghĩa thứ hai của biện pháp nhân hóa ở đây là cho thấy nhà thơ đang hòa mình với thiên nhiên. Mọi âm thanh, mọi vẻ đẹp của thiên nhiên khiến cho nhà thơ đặt ra một cái băn khoăn. Tiếng chim triền triện hót chi mà vang trời. Giống như là một cái lời cảm thán thốt lên ý. Sao đẹp quá, sao tươi đẹp quá. Kiểu như vậy. Đó là về biện pháp nhân hóa. Còn về biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, chị nói về cái trình tự phân tích lại một lần nữa này. Trước tiên em hãy chỉ ra hình ảnh giọt long lanh là một hình ảnh có nhiều cách hiểu. Ở đây chưa chỉ ra biện pháp gì cả nhé. Trước tiên khẳng định giọt long lanh với cách sử dụng từ ngữ, với cái sự kết tinh ập, với cái sự tinh tế của tác giả, thì đây là một hình ảnh có nhiều cách hiểu. Có thể hiểu là giọt mưa, có thể hiểu là giọt sương, có thể hiểu là giọt tiếng chim. Và trong cách hiểu là giọt tiếng chim thì đó chính là biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. Cụ thể như thế nào? Tiếng chim triền triện âm vang trên bầu trời vốn là một thứ âm thanh vô hình, chỉ có thể cảm nhận bằng thính giác, thì giờ đây được nhà thơ miêu tả trong hình hài giọt long lanh là một hình ảnh hữu hình được cảm nhận bằng thị giác. Không những thế, giọt long lanh với tất cả những gì tinh túy nhất thì nhà thơ đang đưa tay hứng lấy, tiếp xúc bằng cả xúc giác, bằng cả cái tình yêu thương trân trọng của mình. Tất cả những điều đó thể hiện cho tình cảm say sưa, ngây ngất, sự vui sướng hòa mình tuyệt đối của tác giả với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Đồng ý không? Đấy. Rồi, nào các bạn ơi, quay trở lại đây để chị hướng dẫn cái cách mà chúng mình có thể xem lại video này. Và thứ hai là nhận tài liệu của buổi ngày hôm nay. Buổi ngày hôm nay chúng mình chưa ôn hết về bài mùa xuân nho nhỏ, nên chị sẽ xin hẹn các bạn vào buổi học ngày mai để chúng mình ôn nốt những phần còn lại của bài thơ này nhá. Ok không nào? Hay là ngày mai chúng mình muốn chuyển sang ôn bài Viếng Lăng Bác nhỉ? Còn những phần còn lại, từ việc hiểu được cách viết này, hiểu được cách ôn như vừa rồi, các em có thể tự hoàn thiện được không? Hay là các em muốn là buổi ngày mai chúng mình ôn nốt về mùa xuân nho nhỏ? Cho chị biết ý kiến nào. Các bạn cho
chị biết ý kiến về nội dung mà các em muốn ôn ở trong buổi ngày mai được không? Ngày mai các em muốn ôn về nội dung gì? Một, lựa chọn một trong hai phương án nhé. Một là ôn nốt về mùa xuân nho nhỏ. Hai là ôn bài thơ Viếng Lăng Bác. Em chọn hai là ôn về ôn về Viếng Lăng Bác, nhưng chị thấy ở đây có rất là nhiều bạn muốn ôn phần còn lại của bài Mùa Xuân Nho Nhỏ. Rồi, chị chốt nhá, buổi ngày mai 7:15 cũng giống như hôm nay, nhưng không bị muộn như hôm nay đâu. Hôm nay chị trục trặc về kỹ thuật, thế là gặp các bạn muộn mất 5 phút. Nhưng buổi học ngày mai chúng mình sẽ vào đúng giờ 7:15. Chúng mình sẽ tiếp tục ôn phần còn lại của bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Đồng ý không? Nếu còn thời gian, chị sẽ hướng dẫn các em cách sử dụng những dẫn chứng liên hệ mở rộng trong cái tài liệu mà các bạn sẽ được nhận sau buổi học ngày hôm nay. Và bây giờ thì các em hãy thực hiện đầy đủ các yêu cầu như sau để được nhận video xem lại, và thứ hai là được nhận tài liệu bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ nhé. Tài liệu về bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ sẽ bao gồm: một là sơ đồ tư duy, bao gồm các từ khóa để các em dễ học này. Thứ hai là phần tài liệu phân tích viết mẫu hoàn chỉnh. Thứ ba là những dẫn chứng liên hệ mở rộng có thể sử dụng, bao gồm cả những nhận định về tác giả tác phẩm và những đoạn thơ cùng chủ đề cùng nội dung để chúng ta sử dụng trong quá trình viết. Đó. Vậy để nhận được những điều đó thì các em thực hiện các bước như sau giúp chị. Một, các bạn chụp ảnh lại màn hình. Các bạn chụp ảnh màn hình đi ạ. Các bạn chụp ảnh màn hình phần này nhá. Đồng ý không? Các bạn chụp ảnh màn hình phần này giúp chị. Đây, hình ảnh đang có trên màn hình các bạn chụp lại. Hình ảnh hợp lệ là hình ảnh mà có thể hiện được số mắt xem nhá. Có thể hiện được số mắt xem ở góc bên trái màn hình. Bởi vì đây là một hình thức chụp ảnh điểm danh. Chụp ảnh được và có hiện số mắt xem ở trên màn hình nghĩa là em có tham gia, có theo dõi buổi học ngày hôm nay. Đó. Nên là các bạn chụp lại giúp chị nha. Chụp lại chưa? Sau đó thì các bạn sẽ nhắn tin về cho fanpage Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở lớp 6789. Đồng ý chưa ạ? Nhắn tin về cho fanpage Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở lớp 6789. Đó, gửi hình ảnh em đã chụp về cho fanpage. Đồng ý không? Vào ngày mai các anh chị sẽ đồng loạt gửi tài liệu cho những bạn nào đã thực hiện đầy đủ các thao tác. Nhá. Vào ngày mai các anh chị sẽ gửi đồng loạt cho những bạn nào đã thực hiện đầy đủ các thao tác, sẽ gửi video này và gửi tài liệu này. Nên bây giờ các bạn nhanh chóng chụp lại màn hình nào. Chụp lại cái phần mà các em đang nhìn thấy trên màn hình đây. Mai em vào muộn mất rồi, không sao, muộn một ít phút không sao đâu. Bởi vì thường cái phần chụp ảnh điểm danh chị sẽ để ở cuối buổi. Nên các em hãy cứ sắp xếp thời gian để vào học nhé. Các bạn đắt xô quá đi, đúng không? Cuối tuần, thì ra là cuối tuần chúng mình lại bận hơn là đầu tuần à? Thế thì chị sẽ xem xét để lịch của những chiến dịch sau, của những khóa học sau thì sẽ sắp xếp vào đầu tuần xem sao nhá. Đó, ok. Rồi, em gửi rồi ạ. Thế thì các bạn cứ xác nhận, cứ chụp ảnh này, sau đó nhắn tin về cho fanpage Học Văn Chị Hiên vào cơ sở lớp 6789, gửi hình ảnh mình đã chụp ngày mai nhá, bởi vì là sẽ có rất nhiều bạn bắt đầu nhắn tin về. Các chị cần phải xác nhận xem đã hợp lệ hay chưa. Bởi vậy, những bạn nào hợp lệ các anh chị sẽ đánh dấu lại phần tin nhắn đó để ngày mai đồng loạt gửi video và gửi tài liệu Mùa Xuân Nho Nhỏ cho các em. Nhớ chưa nào?
Đồng ý nhá. Đó, 2 phút nữa để các bạn chụp nốt này. Bởi vì ở đây đang có những bạn trong lớp VIP 1 cũng đang đợi chị bắt đầu buổi học ngày hôm nay nữa cơ. Nên ngày hôm nay, thứ nhất chúng ta đã cùng với nhau ôn tập lại về tác giả Thanh Hải, về bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Và thứ ba là chúng mình ôn lại về khổ thơ thứ nhất trong bài thơ này. Chị sẽ gặp lại các em vào buổi học ngày mai để chúng mình ôn nốt những khổ thơ còn lại trong bài thơ. Và nếu có thời gian, mình cùng ngồi nói chuyện về việc liên hệ mở rộng sao cho hay ở trong bài thơ này nhé. Đó. Hôm nay chị đã thấy được tinh thần học tập của các bạn, mặc dù là bị trùng lịch không không ít đâu, rất nhiều bạn trùng lịch nhưng mà vẫn tranh thủ từng phút để có thể vào theo dõi và ôn tập cùng với nhau. Rất cảm ơn các bạn vì một tinh thần như thế và mong rằng là các buổi học sau của chúng ta sẽ tiếp tục là sự cố gắng của các em này, tiếp tục là sự quyết tâm của chúng mình để ôn tập và nắm trọn kiến thức của 4 tác phẩm thơ trong chương trình học kỳ 2 nhá. Đồng ý với chị không nào? Đó, và nếu như mà các bạn cảm thấy việc ôn tập lại các tác phẩm với một cái sự tập trung cao độ như thế này giúp cho các em có thể nhanh chóng ghi nhớ và đặc biệt là áp dụng khi đi thi thì chúng mình đừng quên đến với Học Văn Chị Hiên ở trong khóa học chạy văn. Đây là thông tin mật nhé, nhưng mà một ít phút cuối cùng của buổi ngày hôm nay chị bật mí trước là bạn nào mà muốn ôn lại toàn bộ kiến thức các tác phẩm với một tốc độ, với cái sự tập trung cao độ như vừa rồi thì các em hãy tham khảo để đăng ký tham gia khóa học chạy văn, khóa học cuối cùng dành cho các bạn 2K9 ôn thi vào 10 của Học Văn Chị Hiên nhá. Đồng ý không? Cụ thể thông tin khóa học như thế nào thì chưa được bật mí nhiều đâu, nhưng nếu mà em quan tâm có thể nhắn tin ngay về cho fanpage Học Văn Chị Hiên nhỏ cơ sở để các chị gợi ý thêm, để các chị giới thiệu thêm và tư vấn thêm cho các bạn nhá. Còn buổi học ngày hôm nay của chúng mình thì sẽ tạm thời dừng lại tại đây. Rất cảm ơn các bạn vì đã chú ý theo dõi và hãy nhớ nha, gặp lại nhau ở trong buổi học ngày mai 7 giờ 15 phút các em nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các em trong buổi học sau nha. Bye bye.